nước giải khát Vitrico hân hạnh là nhà tài trợ chính và nước uống chính thức của hội nghị cấp cao APEC 2017. Dù đang trong kỳ nghỉ lễ, tuy nhiên quý vị đừng quên đồng hành cùng phóng sự thực tế và tôi là Mỹ Hạnh. Gần một năm nay, điểm trò chơi dân gian ở phố cổ Hà Nội với những lựa chọn như ô ăn quan, nhảy dây, chơi chuyền, nhảy sạp luôn thu hút sự quan tâm của nhiều người. Đó là ý tưởng của nhóm Mai Hà Nội. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu hoạt động bổ ích lý thú này để cùng nhớ lại những ký ức tuổi thơ. Không khí rộn ràng, nụ cười, niềm vui, một vé về tuổi thơ. Đó là kết quả mà câu lạc bộ Mai Hà Nội mang lại cho du khách tại không gian đi bộ Hồ Hoàn Kiếm gần một năm nay. Chỉ bằng những dụng cụ đơn giản như que tre, dây thừng hay viên sỏi và đặc biệt là lòng nhiệt huyết, các bạn trẻ đã đưa hồn dân gian đến phố cổ. Sau giờ học tập căng thẳng, dịp cuối tuần, hai cô bạn này lại tranh thủ tới phố đi bộ. Ngoài không khí trong lành, điều hấp dẫn họ chính là các trò chơi dân gian gợi nhắc về tuổi thơ. Trò này ngày xưa hồi bé em rất là hay chơi, nhưng mà nghĩa là khi mình lớn rồi thì không có chơi được nữa. Thấy cũng khá là thú vị, rất là hay. Vào những ngày phố đi bộ hoạt động, vợ chồng bà Đoàn Thị Phương đều đưa cháu gái tới vui chơi. Đây không chỉ là dịp để lớp trẻ hiểu hơn về truyền thống dân tộc mà còn giúp gia đình thêm gắn kết. Phố đi bộ mà chỉ có thuần túy là đi bộ và một vài những cái khác như giải khát thì các thứ này khác thì nó sẽ không phong phú, không đa dạng, không hấp dẫn đâu, nhất là với trẻ con. Nhưng mà những cái trò chơi như thế này nó sẽ hấp dẫn trẻ con và thậm chí cả người lớn nữa. Ý tưởng mang hồn dân gian tới phố đi bộ được thực hiện bởi câu lạc bộ Mai Hà Nội, một nhóm các bạn trẻ có chung niềm yêu thích văn hóa truyền thống. Tất cả dụng cụ của hơn 10 trò chơi như nhảy sạp, kéo co, ô ăn quan, đánh chuyền, đẩy gậy, cướp cờ, v.v. đều do nhóm tự đóng góp để phục vụ người dân và du khách. Giới trẻ thời nay thì đã quá chú trọng đến công nghệ mà quên mất những cái trò chơi hoạt động gọi là ngoại khóa và ngoài trời như thế này. Vậy nên là bọn mình muốn tổ chức những trò chơi như thế này để mà các em bé bây giờ sẽ biết đến những cái trò chơi dân gian ngày xưa mà các anh chị cũng như là bố mẹ đã từng chơi. Hiện Mai Hà Nội có 50 thành viên chính thức và khoảng 350 tình nguyện viên. Mỗi tối thứ 6 tới chủ nhật hàng tuần, khoảng 120 bạn trẻ có mặt để hướng dẫn người dân và du khách. Các bạn hướng dẫn người ta chơi, xong là các bạn tổ chức trò chơi rất là vui ạ. Các bạn rất nhiệt tình để cho bọn em giúp bọn em chơi cái trò này. Những cái trò chơi này rất là bổ ích, tạo cho mọi người không khí vui vẻ. Gần một năm nay, khu vực trò chơi dân gian trở thành điểm nhấn của phố đi bộ Hồ Gươm. Những trò chơi tưởng như bị quên lãng nay được nhiều người thích thú say mê. Từ 8 giờ tối trở đi khá là đông. Chính vì thế rất là gặp khó khăn trong việc cố gắng tổ chức hoặc là hò hét để cho quản trò diễn ra một cách bình thường. Thì tất cả mọi người đều tham gia hưởng ứng rất nhiệt liệt, đặc biệt là các em nhỏ. Đấy là một trong những điều khiến cho bọn em có thêm động lực để tiếp tục cái công việc của một tình nguyện viên trong câu lạc bộ Mai Hà Nội. Do sân chơi bổ ích và hoàn toàn miễn phí nên nhiều người hào hứng trải nghiệm, không còn khoảng cách về tuổi tác, quốc tịch. Tất cả hòa mình trong không gian truyền thống vui vẻ rộn ràng. Tuần nào cũng lên đây chơi. Lúc con thích chơi cướp cờ nhất vì nó rất vui ạ. Cuối tuần thường lên đây để đi vui chơi một chút. Có hôm thì cả gia đình, có hôm thì bạn bè đi với nhau. Trò chơi dân gian này ngày xưa chúng tôi chơi rất là nhiều. Suốt từ hồi cấp 1 đến hồi cấp 2. Bây giờ trở về cái tuổi thơ của mình cảm thấy rất là vui. Không chỉ gìn giữ các trò chơi dân gian, hoạt động của Mai Hà Nội đang góp phần giới thiệu, quảng bá văn hóa dân tộc. Mỗi tình nguyện viên trở thành một hướng dẫn viên du lịch. Tôi nhìn thấy một số trò chơi trên đường phố và thích trò này nhất. Trò chơi có những viên đá và hình vẽ xung quanh. Tôi được các tình nguyện viên hướng dẫn luật chơi rất nhiệt tình. Nhất định tôi sẽ quay trở lại đất nước các bạn. Rất thú vị. Những nét văn hóa độc đáo dần được xây đắp tại phố đi bộ Hà Nội. Nhóm Mai Hà Nội đang rất cần thêm sự hỗ trợ để không đơn độc khi giữ lửa cho nhiều giá trị xưa cũ của dân tộc. Khi
có những mô hình hoạt động tương tự muốn giới thiệu đến quý vị khán giả, quý vị có thể gọi về cho chúng tôi theo số 0908 467 437 hoặc 08 3933 3359. Chuyển sang những thông tin khác tại thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi phóng sự thực tế phản ánh tình trạng ô nhiễm tại cơ sở sản xuất ở xã Bình Lợi, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh, cơ quan chức năng đã tiến hành lấy mẫu khí thải để xử lý. Trong khi đó, cơ sở sản xuất này đang lắp đặt lò đốt mới để tránh gây ô nhiễm. Từ khi một cơ sở sản xuất giấy sử dụng phế phẩm nhựa làm chất đốt đi vào hoạt động, hàng chục hộ dân tại tổ 8, ấp 4, xã Bình Lợi, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh phải sống trong bầu không khí ngột ngạt do khói thải bao trùm. Sau khi phóng sự thực tế phản ánh, cơ quan chức năng nhanh chóng lấy mẫu để có hướng xử lý. Bên cạnh đó, chủ cơ sở triển khai lắp đặt lò đốt mới, tránh gây ô nhiễm môi trường. Trước đây, mảnh đất này là nơi cung cấp rau sạch cho gia đình chị Phùng Thị Ánh Nguyệt, ngụ tại tổ 8, ấp 4, xã Bình Lợi, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, từ khi cơ sở sản xuất giấy sử dụng phế phẩm nhựa làm chất đốt lân cận đi vào hoạt động, khu vườn xanh tốt chỉ còn trong ký ức. Trước giờ thì gia đình tôi chỉ trồng rau sạch để ăn, rồi trồng đu đủ, trồng bí, trồng bầu gì. Rồi từ ngày mà khói bụi thả ô nhiễm tới bây giờ là cây chết, rau thì bị héo úa, với lại nó bị khói bụi bám không còn thể ăn được nữa. Giờ ngày nào khói bụi cũng mù mịt hết. Hôm nay khói nhiều vậy mà cũng bằng phần 10 những ngày bình thường sau Tết, tại vì sau Tết nó mới vô làm lại cho nên còn ít, chứ bình thường là còn gấp nhiều lần gì nữa. Không chỉ phủ màu đen lên rau màu, cây cối, bụi than còn bao trùm các vật dụng sinh hoạt của người dân. Ở nhà tôi bây giờ người nào cũng bị viêm họng hết, lúc nào cũng phải là mang khẩu trang. Mà người nào cũng mua lần 10 liều thuốc viêm họng uống. Ngày nào cũng muốn liều thuốc, ngày nào cũng muốn thuốc hết đó. Viêm họng không mà người nào con nhỏ thì là không có dám cho ở nhà nữa, lúc nào cũng khói bụi không. Là đưa đi gửi đầu này đầu kia chứ đâu để đứa nào ở nhà. Những hộ cách xa cơ sở sản xuất giấy hàng trăm mét cũng rơi vào cảnh điêu đứng. Mặc dù nhà tôi ở cách xa mấy trăm mét nhưng mà cái ô nhiễm môi trường này nó chụm cái loại mũ nó bay ra nó khó chịu cho trong cái cuộc sống ở không khí ở trong chỗ nhà. Tối ngủ cũng được, nặng ngực thức thở, rồi bụng thì có bệnh á, rồi cái đó chất cái đó vô làm cũng như khó chịu con người. Tối tôi ngủ cũng có được, rồi hai mắt cay chảy nước mắt. Làm như khóc bệnh giờ cũng vậy nè. Sau khi phóng sự thực tế phản ánh, cơ quan chức năng huyện Bình Chánh nhanh chóng kiểm tra và tiến hành lấy mẫu khí thải để có hướng xử lý. Trong buổi làm việc, chủ cơ sở cho biết sẽ khẩn trương lắp đặt lò đốt mới để khắc phục tình trạng ô nhiễm. Theo ghi nhận mới nhất, hiện lò đốt mới đã được lắp đặt hoàn thiện và sắp đưa vào sử dụng. Khoảng từ 15 đến 20 ngày, công ty chúng tôi sẽ đưa thiết bị mới vào hoạt động. Thì chúng tôi lúc đó thì chúng tôi dẹp cái thiết bị cũ này đi. Thì lúc đó thì sẽ không ảnh hưởng tới môi trường xung quanh. Vậy màu xanh có trở lại với người dân tổ 8, ấp 4, xã Bình Lợi, huyện Bình Chánh khi lò đốt mới đi vào hoạt động? Câu trả lời sẽ có trong phóng sự thực tế được phát vào giữa tháng 5 năm 2017. Hình ảnh trong phóng sự vừa rồi cũng đã khép lại chương trình phóng sự thực tế hôm nay. Mọi đóng góp phản ánh, quý vị hãy gọi về số điện thoại đường dây nóng 0908 467 437 08 3933 3359 hoặc gửi thư về địa chỉ kênh truyền hình Lết Việt, số 41-43 Võ Văn Tần, phường 6, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh, hay địa chỉ email phóng sự thực tế avongvtc9.vn. Quý vị khán giả cũng có thể để lại ý kiến trên trang Facebook của chương trình www.facebook.com/phóng sự thực tế. Xin lưu ý, các phóng sự đều được thực hiện hoàn toàn miễn phí. Cảm ơn nhãn hàng nước giải khát Birico đã đồng hành cùng với chương trình. Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình lần sau. Nước giải khát Birico hân hạnh là nhà tài trợ chính và nước uống chính thức của hội nghị cấp cao APEC 2017.